Chào bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục bài 27. Đó là xây dựng trang loại sản phẩm. Đây, thế thì khi ta kích vào những cái menu này hay là ta kích vào cái menu này thì nó sẽ ra sản phẩm. Thế thì ở đây, thứ nhất ta sẽ mở cái tập tin lên. Tập tin view, component và sản phẩm. Trong sản phẩm ta sẽ tác động đến get ở đây thứ nhất ở đây tôi sẽ load load cái load mode cái load cái lớp product lên. Thứ hai, cái này nó dính dáng đến chủ đề, do vậy đây tôi cũng load cái category lên chủ đề loại sản phẩm này. Rồi. Đó. Do vậy đây ta đã tác động đến hai cái mục đồ, đó là mục đồ category và mục đồ product. Nhớ cho tôi ở đây category ta bị viết hoa khi từ đầu. Do vậy ở đây trường hợp này chưa viết khi từ đầu, do vậy tôi đổi lên cái chữ. Được chưa? Rồi. Là category này. Đấy. Thế thì ở đây trước khi làm ở đây thì tạm thời tôi sẽ làm thô, tôi chưa phân trang, do vậy ở đây ta cần loát ra tất cả các sản phẩm thuộc một cái chủ đề nào đó. Do vậy nếu như ta kích vào thế này, kích vào kia, ta làm cái cấp này trước nha. Đây này, do vậy thứ nhất ta sẽ lấy cái giá trị của bin két lên, giá trị của bin két lên. Do vậy ở đây tôi sẽ lấy cái bin két bằng bot két két lên tạm thời ra e cho để xem cái biến két ta lấy được được chưa. Và các bạn chạy lên thử này, ok, biến két 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 xin lỗi không phải bot mà request request ha Đấy, ta chạy lên này. Thì ra nó lấy được cái sản phẩm này rồi. Thế thì khi mà ta lấy được sản phẩm này rồi, ta sẽ thông qua cái chủ đề. Thông qua chủ đề có nghĩa là các bạn nhìn thấy cái chữ quần jean nam. Quần jean nam. Thế thì ở đây ta sẽ thông qua cái bảng chủ đề. Đấy. Ta tìm đến chữ quần jean nam. Quần jean nam và ta phải lấy ra được cái ID là bằng 10. Do vậy giờ làm sao mà ra được cái con số 10 ở đây? Vậy mục đích của mình là lấy ra được cái con số 10. Thế thì số 10 này là tôi đặt là get, biến là get ID thông qua cái lớp này. Thông qua cái lớp category, và tôi sẽ thông qua một cái hàm category lấy ra cái row. Lấy ra cái row. Do vậy ở đây tạm thời tôi sẽ đặt đây là cái row. Thôi tôi cứ lấy get ID được rồi là do vậy ở đây tôi sẽ ID rồi. Thì ở đây ta đưa vào cái giá trị là quần jean nam, mà quần jean nam thì là biến này. Do vậy ở đây là ta là get link nhá, get link. Rồi ta đưa cái biến này vào, biến này vào đó, vào và trả về get ID, trả về get ID chứ là đây là trả về ID của kỳ bảng này, ID của bảng này, được chưa? ID của bảng này. Do vậy ở đây ta sẽ xây dựng cái hàm này, cái hàm này bên này ha. Và các bạn mở tập tin này có tập hàm nào chưa? Rồi chưa có, ta xây dựng một cái function đấy. Và ta truy vấn, và ở đây truy vấn nó trả về một mẫu tin, ta đặt SQL bằng select star from this table where where trong cái bảng này tên trường là Linh. Do vậy tên trường là Linh sẽ bằng cái Linh này. Và để ở đây ta lấy ra một mẫu tin, do vậy để đảm bảo được một mẫu tin ta limit bằng một
Rồi, tôi sẽ thực hiện return. Tôi sẽ thực hiện một bên route bằng this query one one query one, và đây tôi đưa vào câu lệnh SQL. À, thế thì tại sao query one này nó không ra ha? Đấy, các bạn mở ra cái phần này database, ở đây có query one chưa? À, có rồi, nó trả về một hàng. Do vậy ở đây nó đã thành công rồi đấy. À, và khi mà trả về này, ta chỉ lấy ra ID thôi. Route, xin lỗi, return ra cái ID này. ID. Rồi. Do vậy ở đây ta e cho cái get ID thử xem ha. E cho get ID thử xem. Đây. À đúng số 10 chưa? Thế thì khi mà ta được số 10 rồi, ta được số 10 rồi, ta sẽ truy vấn những mẫu tin. Những mẫu tin. À, mà dựa vào cái get ID này. Do vậy ở đây ta sẽ thông qua cái lớp product, và product sản phẩm theo chủ đề, và ta đưa vào get ID. Get ID. À, và ở đây tôi sẽ xây dựng cái hàm này. Đó, tôi xây dựng cái hàm này. Rồi, ở đây có cái một, xin lỗi, ở đây có cái nào nó liên quan đến chủ đề chưa? Chưa có. À, ta sẽ xây dựng một cái function. Function. Rồi. Đây ta sẽ thực hiện câu lệnh SQL giống như thế này. Tạm thời tôi copy cái này xuống, có thay đổi một chút xíu để cho nó ra cho nhanh ha. Và ở đây ta phải cần thêm cái and. And get ID bằng get ID. À, được chưa? Cho vậy ở đây nó trả về nhiều mẫu tin để đảm bảo xem coi thử cái này nó đúng hay chưa. Ta ring ring error cái biến list này vào thử. À, và nếu như cái này nó chạy thành công rồi thì nó ra. À, ở đây xin lỗi, ở trong này tôi còn có hai cái tham số tôi copy vào mà chưa xóa. Đây, limit ở đây. À, rồi tạm thời cái này ha, chạy thử này. À, nó ra rồi. Và vấn đề tiếp theo là ta sẽ nhúng dữ liệu vào đây. Thì tạm thời ta sẽ lấy cái cách nhúng của cái trang sản phẩm này. Sản phẩm này. Rồi, ta sẽ nhúng vào. À, nhớ là bên này tôi có đặt là biến list, thì ở đây ta list là vô tư rồi, không quan tâm đến cái biến ở dưới đó nữa. Và ở đây chưa có phân trang nên do vậy tạm thời tôi sẽ bỏ qua cái hàm phân trang. Đó. Và ta chạy lại. Chạy lại giờ đây các bạn thấy nó ra. À, Sơ mi, Thu Nam, quần tây. À, quần tây này chưa có. Đấy. Và áo sơ mi nữ, áo thun nữ ha. Do vậy nó ra. Rồi, vấn thứ nhất, đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai thì khi ra thế này ta cần phải phân trang. Do vậy tạm thời cái phân trang này ta sẽ để lại ha. Rồi, phân trang. Thế thì ở đây ta cần loạt một cái thư viện gọi là thư viện phân trang. Phân trang bằng loạt cái class phân trang. Phân trang. Ở đây tôi đặt tên nha. Đây. Đấy, loạt phân trang. Và khi mà phân trang thì ta cần biết được limit số mẫu tin trên một trang là bao nhiêu. Tạm thời ở đây tôi đặt 15 mẫu tin trên một trang. Thứ hai, tôi cần phải biết mẫu tin đầu tiên tương ứng với trang đó. À, thông qua phân trang tôi sẽ lấy được limit của nó. À, do vậy ở đây ta muốn đồ chắc chắn thì ở đây ta vào đi vào lấy gì first đâu rồi nhỉ. Đây, first first ở đây đúng là nó là con số này là số 0 này mới đúng này. Rồi, first first, và khi ở đây first thì ta cần đưa gì? À, ta cần đưa cái trang hiện tại và limit. Rồi, trang hiện tại và limit. Thế thì trang hiện tại thì chưa có, do vậy ở đây ta phải lấy ra trang hiện tại trước ha. Trang hiện tại thì thông qua cái hàm phân trang, thông qua cái lớp phân trang, và ta lấy trang hiện tại ra. Đó, trang hiện tại ra. Rồi, do vậy ở đây ta đã có
hai biến rồi. Do vậy ở đây ta chỉ cần thực hiện việc việc gì? Việc thay đổi lại cái hàm loạt mẫu tin thôi. Do vậy ở đây ta chỉ cần thay đổi cái này. Đấy, thay đổi cái này. Rồi, ta lại lấy những mẫu tin. Mẫu tin và ở đây tôi cần có một cái biến. Ở đây tôi cần có một cái biến là tổng nữa. Để dưới này nó có này. Đây. Biến tổng nữa. Tổng thì ở đây tôi sẽ xây dựng ra một cái hàm. Hàm. Thấy chưa? Cái hàm này tôi đặt là count. Count dựa vào cái chủ đề. Và ở đây ta cần đưa vào hai cái biến. Biến là first và limit. First. Này, ta cần đưa biến vào biến first và biến limit vào đây. Đó. Thế thì sang bên này ta sẽ xây dựng lại cái hàm bên này. Đây, ta cần đưa vào cái first và limit ha. Cái này tôi cần control z first và limit vào đây. Đó, first và limit. Rồi tôi copy cái hàm này và tôi sẽ xây dựng nó một cái hàm mà trả về không cần quan tâm đến vấn đề order. Đây. Đấy, và ở đây tôi cần trả về tổng số mẫu tin. Không. Tổng số mẫu tin. Và ở đây tôi chỉ quan tâm đến chủ đề. Và hàm này tôi đặt là hàm count. Rồi ta chạy lại. Ta chạy lại thì giờ ở đây ta sẽ phân phân ra ha. Cái này là 15 mẫu tin. Mà tổng số mẫu tin của ta hình như nó không đạt đến 15. Giờ tạm thời tôi sẽ đổi khoảng 9 mẫu tin. 9. Rồi, do vậy mỗi mỗi trang là 3, các bạn thấy. Nhưng ở đây nó có một cái khác ở chỗ này. Do vậy ở chỗ này ta sẽ đổi lại chút xíu ha. Ở chút xíu là ở chỗ này sản phẩm và két bằng bằng cái gì? Bằng cái link ở trên này này. Bằng cái két link mà ta đã lấy ở trên này, két link đây. Đấy, biến két link ha. Cho ta chạy lại này. Quay lại. Rồi, đấy ta chạy và ta phân trang trang 2. À thì ra là bên này ha. Rồi đúng rồi. Thế thì nhưng các bạn thấy ta kích vào đây thì nó ra, nhưng kích vào bên này nó không ra một cái sản phẩm nào hết. Đây, thấy vô lý ha. Do vậy ở đây các bạn cần quan tâm cho tôi là cái cấp con thì ta lấy được nhưng cấp này thì ta không lấy được. Thế thì giờ hiện tại ta sẽ điều chỉnh một chút xíu liên quan đến phần này. Do vậy ở đây ta lấy ra được cái ID rồi này, get ID này này. Get ID này này. Đấy, tại chỗ này ta enter xuống get ID. Thế thì get ID này là bằng 10 ha. Thế này ta ví dụ trong bài này nó là bằng 10. Bằng 10. Đây. Thế thì ta phải coi thử những xem coi thử những cái mẫu tin nào mà có cây này là 19 này. 19 chứng tỏ là con của 10 này và có rất nhiều cái khác là con của 10. Do vậy ta lấy luôn cả cái số 19 này. Do vậy ở đây ta cần dựa vào cái này ta lấy ra cái danh sách những cái mẫu tin con của nó luôn. Do vậy ở đây tạm thời tôi sẽ tạo ra một cái biến là get list này. Biến get list. Cái get list này là một cái mạng. Bắt đầu cái mạng này sẽ nhận cái này. Rồi, nhận cái này. Và tôi sẽ hỏi nếu như cây này mà có cấp con. Do vậy đây nếu như cái biến này này cái get ID này có cấp con. Do vậy ở đây ta sẽ thông qua cái bảng cái lớp category và ta xây dựng ra một cái hàm category có cái con là theo cái parent parent ID ID à parent ID đây và ta đưa vào cái ID này dạ và nếu như cái này mà nó cái parent ID này có vẻ là nó trùng với cái thằng parent ID không có parent ID ha. Rồi, giờ vào parent ID mà nó khác khác phone. Phone
Hackphone thì chứng tỏ ở đây nó có mẫu tin, có mẫu tin ta sẽ lấy ra cái mẫu tin đó. Tạm thời tôi lấy một cái mạng, mạng là lấy ra mẫu tin đó. Get read và thông qua cái hàm này luôn, thông qua cái hàm này luôn. Tôi xây dựng một hàm thôi rồi, và tôi sẽ chạy vòng lặp for, for à, for s ha, for s. Và đây tôi sẽ lấy cái mạng này sẽ bằng cái một cái biến r, và tôi lấy ra id thôi. Thế thì cái biến r này là biến mà ta chạy cái mạng này ra, cái mạng này ra as r à. Và cuối cùng ở đây khi đến đây thì ta chạy được, tạo về được cái này. Tạm thời tôi sẽ print error cái này ra xem là cái gì nha. Thế thì cái hàm này hiện tại ta chưa có. Hàm này là trả về những chủ đề, những cái mẫu tin mà của chủ đề, của chủ đề con của cái chủ đề này. Do vậy đây ta sẽ xây dựng ra một cái hàm đó là function. Đó. Rồi ở đây ta xây dựng cái hàm này, và hàm này ta truy vấn tất cả các mẫu tin, truy vấn các tất cả các mẫu tin. Hình như nó giống giống thằng này này, copy cái này nhá, đúng cái này. Thế thì ở đây tôi sẽ định là này, select child from where parent id bằng parent id. Do vậy ở đây ta đổi lại parent id bằng get id thôi. Rồi thứ hai là những cái mẫu tin này, và ta không cần sắp xếp, muốn sắp xếp và ta chỉ lấy ra cái id thôi, id thôi. Rồi chút xíu ha, rồi ta chạy lại thử này, chạy lại thử à ha. Đấy, nó lấy ra được cái số số 1 luôn. Thời trang nam là số 1, lấy số 10, 11, 12, 13. Do vậy ở đây là 12, 13 gì nè. À, do vậy ở đây ta đã lấy được thành công. Thế thì khi mà ta lấy được như vậy rồi, ta sẽ đưa cái biến này. Cái này là hiện tại là một mẫu tin, và cái này là nhiều mẫu tin. Do vậy khi đó cái hàm này nó sẽ bị lỗi luôn. Hàm này bị lỗi này. Đấy, ta đưa vào đây thì cái hàm này nó sẽ bị lỗi ha. Cho ta chạy thử đúng lỗi không. Đây, đúng lỗi ha. Do vậy ở đây ta đi vào ta sửa lại cái hàm product hai hàm này. Thế thì trong cái hàm này ta sẽ sửa lại như sau. Khi ta đưa vào một cái mẫu tin như vậy thì điều kiện này nó sẽ khác đi hẳn, điều kiện này nó sẽ khác đi hẳn, and và hoặc hoặc cái gì này. Do vậy ở đây ta sẽ tạo ra một cái biến dk strdk điều kiện bắt đầu bằng rộng ha. Sau đó ta chạy, giờ ở chỗ này để cho nó trực quan hơn thì tôi sẽ thay lại cái này bằng một chút xíu ha, chút xíu là bằng cái gì, list cat nha, list cat để các bạn đó, list cat. Rồi ta sẽ chạy cái list cat này ra, list cat này as và này, list get và extra một cái field và một cái ở đây thì không cần thôi, value thôi, value rồi. Thế thì khi mà làm như vậy ta sẽ nối cái biến điều kiện này, nối cái biến điều kiện này, nối cái biến điều kiện này à, với cái điều kiện đó là get id bằng, rồi sau đó ghi order ha, order. Thế thì ở đây ta sẽ đưa vào cái biến biến về không phải, và kết thúc ở đây ta e cho ra cái biến biến này xem nó ra là cái gì. À thôi khỏi e cho đi, ở đây tôi tạm thời tôi đưa luôn vào đây, ở đây nha, đưa vào đây cái này bỏ. À, tôi sẽ đưa vào đây, nhớ là ta sẽ đưa vào dung ngoặc và đưa vào đây ha. Tương tự như vậy ta sẽ copy cái này xuống, nhưng tạm thời ta ê cho cái câu lệnh SQL này coi ra nó ra cái gì. Ê cho biến SQL ha. Để ta xử lý xong ta đưa xuống cho nó dễ hơn. Rồi các bạn thấy này, select child from bảng where and đây. À phía sau mỗi cái o ta nên có một dấu cách, sau mỗi cái o ta nên có một dấu cách. Thế thì ở đây tôi có thể dấu cách à, được rồi.
O một dấu cách nhá. Ta chạy thử này. Rồi, O. O. Và cuối cùng là đây, nó dư một cái ký tự O ha. Do vậy, thứ nhất đến ở chỗ này ta sẽ dư ký tự O, do vậy đây ta sẽ thứ nhất tôi sẽ gì? Bằng tôi sẽ bằng stream ha. Stream biến cái này. Rồi, khi mà stream nè, các bạn thấy giờ đây nó mất đi dấu cách. Đi dấu cách và đây tôi sẽ bỏ đi cái tôi sẽ copy cái này tiếp thêm một lần nữa và tôi bỏ đi cái dấu OR này, OR phía sau này. Và chạy thử rồi ha. Đúng có mất OR và tôi thêm một cái lệnh này nữa. Để cho nó mất đi dấu cách. Và các bạn chạy thử lại này. Đấy. Và hiện tại nó không báo lỗi nữa ha. Do vậy ở đây các bạn thấy cái điều kiện này xong, tôi copy cái này xuống. Tôi bỏ vào trong này. Và tôi thay cái điều kiện này. Tôi thay điều kiện này vào đây. Đó. Và ta chạy lại này. Chạy lại. Rồi tôi không e cho này nha. Đây e cho này, này. Bỏ. Và ta thử này. Thử này. Thời trang nam có ra không? Đó, thời trang nam ra. Cái này cũng ra luôn. Cái này cũng ra, cái này cũng ra ha. Do vậy ta đã làm xong được cái gì? Chủ đề ha. Rồi. Video này thì đến đây là kết thúc.